Hi, xin chào quý vị. Hải Cơ Minh đang có mặt ở phi trường Tân Sơn Nhất, vừa đi ra ngoài đường Trường Sơn hướng vào trung tâm Sài Gòn tối ngày 15 tháng 8 năm 2017. Giờ Sài Gòn đang mát thì nhiệt độ giờ khoảng 27 độ C, không mưa. Giờ khoảng 10 10 phút tối. Đây là những cảm giác mà quý vị vừa xuống Sài Gòn thấy xe cộ chạy đi xèo ha. Đó, góc bên trái là đầu công viên Hoàng Văn Thụ, vậy cắm cờ ASEAN nè. Phía trước đây là hướng về Lăng Cha Cả đó vậy, vòng xây Lăng Cha Cả. Ngày xưa là có cái mộ của Lăng Cha Cả đó, của cha xứ gì Bá Đà Lộc đó, rồi sau này người ta dời đi rồi, nhưng mà vẫn còn có tên là Lăng Cha Cả. Rồi đây từ trái là đường Võ Tánh, Hoàng Văn Thụ á, đi về ngã tư Huy Hiền á, rẽ phải là đường Cộng Hòa. Bên phải là đường Thăng Long. Trời càng về khuya càng lạnh đó vậy, rồi xe cũng thưa dần. Giờ chỉ còn những người đi chơi, đi ăn tiệc rồi về. Phía trước quý vị là cái cầu vượt bắc qua đường Hoàng Hoa Thám phía dưới. Cái cầu này mở cái đèn LED á, nhìn nó dịu và nó không có bị chói mắt cái gì. Đây là thuộc quận Tân Bình ha.
Wow, xe phía trước là đi là lẹ, cái gì biển số 49. Rồi, quẹo trái bên đây là đường Tân Kỳ, Tân Quý. Trường Chinh đi ra ngã tư An Sương. Rồi phía trước đây là đường Tân Kỳ, Tân Quý, nổi tiếng bán cá lóc nướng nguyên con là gì. Bên phải là đường Lê Trọng Tấn á, đi ra ngã tư Gò Mây á, đi về Vĩnh Long á. Quý vị thấy Sài Gòn đêm khuya vẫn còn xe cộ chạy ha. À, vừa qua chỗ bán bánh xèo quý vị. Sơn Kỳ ấy. Có hủ tiếu, xôi gà, pha lấu à. Cầu xéo nha quý vị. Vì thấy cái bóng của Hải Cầu Bình nha, chạy trên đường thôi. Ok, chạy càng vô đây đường càng vắng cái gì. Thôi không quay nữa, good night quý vị nha, ngủ ngon nha, thank you. See you quý vị.